Mến chào quý vị, đây là hình ảnh chân thực nhất về mẫu lộc bình lưỡng nghi đang đối nằm trong bộ sưu tập hoa sen, bảo vật tinh hoa của gốm sứ Cương Duyên. Bên cạnh mẫu lộc bình cắm hoa thường nhật, còn lộc bình cao đặt phía sau hai bên ban thờ chính là điểm nhấn nghệ thuật thu hút và giàu ý nghĩa biểu trưng. Lộc bình cao 60cm với tạo hình truyền thống mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, ấm no, phát tài phát lộc, mang lại may mắn và cắt khánh bình an. Lộc bình hoa sen được các nghệ nhân tại Cương Duyên tái hiện tựa như đầm sen đang nở rộ. Các thì của hoa sen chuyển tiếp nhịp nhàng và ấn tượng như sự sum họp an yên, ấm cúng. Lá sen ôm ấp lấy những giọt sương, từng chi tiết nhỏ như thân nhụy cũng được khắc họa tỉ mỉ, minh chứng cho thủ pháp trang trí tài hoa, xứng danh bậc thiên hương quốc sắc. Lộc bình cao 60cm không chỉ là vật phẩm tích thu tài lộc trong phong thủy mà nó còn mang tính ứng dụng cao trong việc bày trí như cắm hoa sen gỗ hay cắm hoa đào ngày Tết, giúp tái hiện cảnh sắc lễ nghi truyền thống thịnh trị trong văn hóa Việt cổ. Để trực tiếp lựa chọn cặp lộc bình mang sắc men lam thượng hạng đang được ngày đêm cẩn tác tại Cương Duyên, quý vị hãy ghé thăm showroom trưng bày tại cụm khu công nghiệp làng nghề Bát Tràng hoặc liên hệ số hotline 0968 505 268 để được chuyên viên chúng tôi hỗ trợ một cách nhanh nhất. Tôi là Thanh Hằng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.